Hỏi đáp về du học. Hỏi tôi có cần đậu top 4 550 điểm để xin học ở Hoa Kỳ không? Trả lời, học sinh có thể xin sang Hoa Kỳ học EL khi nào đủ yêu cầu sẽ được vào chương trình chính thức ở đại học hay cao đẳng. Tuy nhiên, một học sinh đạt điểm top 4 550 dễ thuyết phục lãnh sự khoán cho đi du học hơn. Hỏi, con tôi có bị bắt buộc mua bảo hiểm gì không? trả lời, bảo hiểm sức khỏe có trường bắt buộc học sinh mua, có trường không bắt buộc. Chúng tôi khuyên học sinh nên mua vì số tiền bỏ ra hàng tháng rẻ hơn nhiều so với tiền cấp cứu học sinh trong bệnh viện. Ngoài ra không ai bắt buộc học sinh mua bảo hiểm gì hết. Hỏi, thời gian học sinh được đi học tại Mỹ là bao lâu? Trả lời, học sinh không bị giới hạn về thời gian đi học. Nếu có trường hợp chấp nhận cho học, học sinh có thể tiếp tục ở lại Mỹ học không giới hạn thời gian. Hỏi: Con tôi sang Hoa Kỳ, làm sao gửi tiền sang cho con tôi đóng học phí? Trả lời: Thẻ tín dụng quốc tế mở tại Việt Nam có thể thanh toán được tiền học và có thể rút được tiền mặt tại Hoa Kỳ. Thêm nữa, khi học sinh tới Hoa Kỳ có thể mở tài khoản tại các ngân hàng ở Hoa Kỳ, sau đó cha mẹ tại Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản của học sinh với số tiền được quy định. Hỏi: Con tôi sang Hoa Kỳ có thể lái xe được không? Trả lời: Học sinh du học được phép mua xe và thi bằng lái xe tại Hoa Kỳ. Hỏi: Con tôi sang Hoa Kỳ có thể đi làm được không? Trả lời: Du học sinh không được phép đi làm. Hỏi: Tôi có thân nhân ở Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến cơ hội được cấp visa của tôi không? Trả lời: Không. Trong đơn xin visa học sinh phải khai có thân nhân ở Hoa Kỳ hay không? Đại sứ quán hiểu việc có thân nhân sống ở Hoa Kỳ là điều bình thường và việc học sinh ở với thân nhân cũng là việc bình thường, tốt nhất là thành thật. Đại sứ quán sẽ không cấp visa nếu nghĩ rằng học sinh xin visa để đoàn tụ với gia đình. Hỏi: Thân nhân tôi ở Hoa Kỳ có làm hồ sơ bảo lãnh gia đình, tôi đi định cư. Vậy tôi có thể được cấp visa đi du học hay không? Trả lời: có, tuy nhiên sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh ý định quay trở về Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học. Không có học sinh nào giống học sinh nào, nếu học sinh thật sự muốn du học lấy bằng cấp tại Hoa Kỳ, cứ mạnh dạn nộp hồ sơ nhưng tốt nhất hãy thành thật về tình trạng gia đình và giải thích thật rõ ràng kế hoạch học hành khi phỏng vấn. Hỏi: Các dịch vụ học có thể giúp cho học sinh 100% nhận được visa không? Trả lời: Không, không ai có thể đảm bảo cho học sinh lấy được Visa 100%. Đừng nên nghe những lời đảm bảo vô căn cứ vì những viên chức lãnh sự là những người đại diện cho quốc gia Hoa Kỳ, không bao giờ bắt tay với bất kỳ tổ chức hay dịch vụ nào. Hỏi: Học sinh không nói giỏi tiếng Anh, có thể nói tiếng Việt lúc phỏng vấn được không? Trả lời: Được, các viên chức lãnh sự đều biết tiếng Việt, tuy nhiên học sinh nên cố gắng nói tiếng Anh. Hỏi: Học sinh rớt phỏng vấn với lý do gì? Trả lời, học sinh rớt phỏng vấn có nhiều lý do, nhưng cơ bản là gian dối khi trả lời phỏng vấn, không thuyết phục đại sứ quán là du học xong sẽ về Việt Nam. Học sinh có ý đồ sang Hoa Kỳ ở luôn, trong quá trình phỏng vấn bị phát hiện và giấy tờ giả. Vì Hoa Kỳ muốn hạn chế số lượng học sinh sang du học nên tất cả học sinh phải thật nghiêm chỉnh, đừng bao giờ có ý định sang Hoa Kỳ tìm cách ở lại. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi Văn phòng Nam Cali 877 Di Trú Mỹ hoặc 877 348 7869 Văn phòng tại San Jose 408 998 5555 Văn phòng tại Sài Gòn 08 35 16 2118